cảnh giác trước những thông tin xuyên tạc của Nguyễn Đình Thắng và BPSOS. Tôn giáo là lĩnh vực thường xuyên bị các thế lực thù địch phản động lợi dụng nhằm thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình để chống phá Việt Nam. Vấn đề tôn giáo được họ gắn với vấn đề nhân quyền, dân chủ với nhiều thủ đoạn tinh vi, phức tạp. Ngay chương 1 sách trắng tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam do Ban Tôn giáo Chính phủ ban hành năm 2023 mở đầu bằng khẳng định Việt Nam là quốc gia đa tôn giáo. Tôn giáo ở Việt Nam được ví như bức tranh thu nhỏ của tôn giáo trên thế giới. Hiện nay, nước ta có khoảng trên 26,5 triệu tín đồ tôn giáo, chiếm 27% dân số cả nước. Các thế lực bên ngoài khi xâm lược nước ta đều tìm cách lợi dụng vấn đề tôn giáo để phục vụ cho mục đích chính trị của họ, như thực hiện chính sách đồng hóa người Việt thành người Hán của các triều đại phong kiến phương Bắc, thời kỳ 1000 năm Bắc thuộc. Trong thế kỷ 20, thực dân Pháp và đế quốc Mỹ tìm mọi cách nô dịch nhân dân ta về văn hóa thông qua tôn giáo. Hiện nay, các thế lực thù địch trong và ngoài nước tìm mọi cách chống phá cách mạng Việt Nam qua chiến lược diễn biến hòa bình. Trong chiến lược này, các thế lực thù địch đặc biệt quan tâm lợi dụng vấn đề tôn giáo. Vấn đề tôn giáo được họ gắn với vấn đề nhân quyền, dân chủ qua các thủ đoạn cụ thể. Thời gian gần đây, trong số những kẻ lợi dụng vấn đề tôn giáo để chống phá Việt Nam, không thể không kể đến đối tượng Nguyễn Đình Thắng và cái tổ chức BPSOS của y. Gần đây, với tư cách của kẻ đứng đầu BPSOS, Nguyễn Đình Thắng tung ra một cái gọi là chiến dịch 3 năm vô hiệu hóa các triệu cụ nhà nước Việt Nam dùng để đàn áp tôn giáo. Và rêu rao trên mạng xã hội, với ngông cuồng và ảo tưởng, Nguyễn Đình Thắng đã tung ra một cái gọi là kế hoạch 3 năm với 3 thành tố, đó là làm rõ bản chất trợ cụ, tạo áp lực quốc tế, trừng phạt các thủ phạm. Phải nói ngay rằng, đây không phải là lần đầu tiên kẻ vong nô phản quốc Nguyễn Đình Thắng và cái tổ chức BPSOS của y mới vẽ ra cái hội nghị treo chuông cổ mèo kiểu này, để hướng tới một mục tiêu kép, đó là vừa xuyên tạc để chống phá Việt Nam, vừa để kiếm tìm từ các tổ chức cá nhân thù địch với Việt Nam và những người nhẹ dạ cả tin vào chúng. Mà suốt thời gian qua, BPSOS và Nguyễn Đình Thắng bịa đặt dựng chuyện, tung ra rất nhiều chiêu trò bằng những thủ đoạn tinh vi, láo xược để xuyên tạc chống phá Việt Nam. Chỉ mới đây thôi, trong hai ngày 22-23 tháng 7, tại Hội nghị Thượng đỉnh về Tự do Tôn giáo Quốc tế khu vực châu Á, viết tắt IRF Summit Asia, diễn ra tại Tokyo, Nhật Bản, BPSOS lại bổn cũ soạn lại với tư cách thành viên ban tổ chức. Nguyễn Đình Thắng đã tranh thủ đánh bóng tên tuổi cũng như ra sức thể hiện mục đích đen tối của mình. Và không ngạc nhiên khi kẻ này tiếp tục vu khống bôi nhọ Việt Nam trắng trợn trong vấn đề kiểm soát tôn giáo. Đồng thời, những luận điệu cháo trở của Nguyễn Đình Thắng đã khiến dư luận hết sức phẫn nộ khi xuyên tạc sự phối hợp giữa Ban Tôn giáo Chính phủ và Bộ Công an là để kìm kẹp và đàn áp tôn giáo, cũng như đưa ra thông tin sai sự thật về cái gọi là các hình thức đàn áp xuyên quốc gia của Cộng sản Việt Nam. Chưa dừng lại ở đó, Nguyễn Đình Thắng tiếp tục đi Đài Loan, Trung Quốc để tiếp xúc với một số tổ chức kêu gọi họ góp sức vào phong trào đấu tranh cho quyền tự do tôn giáo toàn cầu, đồng thời tham gia kêu gọi thành lập nhóm vận động các dân biểu yểm trợ cho tự do tôn giáo ở Việt Nam tại Hoa Kỳ. Ngày 20 tháng 6 năm 2024, BPSOS đã phát đi bản thông báo xuyên tạc Giáo hội Phật giáo Việt Nam là tổ chức ngụy tôn giáo, từ đó kích động người dân dùng quyền công dân của mình tố giác những việc làm trái pháp luật tới các cơ quan chức năng và yêu cầu các cơ quan chức năng này phải xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Ngông cuồng hơn, đề án dân quyền Việt Nam của BPSOS soạn sẵn hai mẫu đơn, đơn yêu cầu, đơn tố giác tội phạm, kêu gọi người dân điền thông tin cá nhân và ký tên, đồng thời tuyên bố chúng tôi và các tổ chức nhân quyền quốc tế sẽ dành sự quan tâm thích đáng để theo dõi và bảo vệ bất cứ ai thực hiện các hành vi pháp lý chính đáng này. Điều đáng nói là trong hai mẫu đơn được phát ra, BPSOS đã cố tình chuẩn bị sẵn những nội dung sai trái nhằm chỉ trích công kích Giáo hội Phật giáo Việt Nam và đưa ra đòi hỏi ngông cuồng, yêu cầu Ban Tôn giáo Chính phủ cần thực hiện chức năng của mình, phải ra văn bản chấn chỉnh các hành vi vi phạm pháp luật của tổ chức và các cá nhân nói trên. Ngông cuồng và láo xược hơn khi BPSOS còn ngang nhiên đưa ra thông điệp hàm ý đe dọa. Nếu chính phủ Việt Nam tuân thủ luật pháp và xử trí những kẻ vi phạm thì là điều tốt nhất. Còn như bao che cho tổ chức ngụy tôn giáo mà chính họ đã tạo tác thì sẽ là căn cứ để chúng tôi huy động quốc tế quan tâm và hành động. Bản chất của BPSOS là một tổ chức phản động lưu vong với phương thức và thủ đoạn chống đối quyết liệt ở cả trong và ngoài nước, xâm phạm trực tiếp đến an ninh quốc gia của Việt Nam.
Báo cáo của cơ quan chức năng cho thấy, từ năm 2016 đến nay, BPSOS đã tổ chức nhiều khóa huấn luyện cho các đối tượng ở trong nước, chủ yếu là số trí thức, thành viên có nhận thức lệch lạc về chính trị, pháp luật, số đối tượng chính trị cực đoan trong tôn giáo, dân tộc. Qua huấn luyện, BPSOS đã hướng dẫn số đối tượng này viết báo cáo về vấn đề dân chủ, nhân quyền, với mục đích tuyên truyền chống Việt Nam. Tổ chức này cũng tích cực kích động, xúi giục một số đối tượng trong nước thành lập các hội nhóm trá hình dưới danh nghĩa hoạt động dân chủ, nhân quyền, để tập hợp lực lượng tiến hành các hoạt động chống phá Việt Nam. Chính BPSOS từng tuyên bố rằng đã liên kết với các hội nhóm chống đối trong nước để thu thập thông tin, xây dựng báo cáo xuyên tạc về tình hình Việt Nam, nhằm đưa vấn đề này ra các cuộc họp hội thảo do các cơ quan có thẩm quyền đứng ra tổ chức. Quá trình hoạt động của các tổ chức này cho thấy, dù mượn danh nghĩa hỗ trợ tị nạn, song thực chất BPSOS đã triệt để lợi dụng vấn đề người tị nạn để tuyên truyền chống phá Việt Nam trên các diễn đàn quốc tế, cũng như gây phức tạp tình hình an ninh trật tự tại một số địa phương trong nước. Những chiêu bài thủ đoạn của Nguyễn Đình Thắng và các thế lực thù địch phản động đã thể hiện dã tâm phá hoại chính sách tự do tôn giáo tín ngưỡng, tôn giáo ở nước ta, hòng gây nên những bất ổn chính trị trong nước. Sự lợi dụng tôn giáo của các thế lực thù địch thiếu thiện chí với Việt Nam cũng cho thấy những vấn đề liên quan đến tôn giáo luôn cần được giải quyết thỏa đáng để đảm bảo ổn định chính trị xã hội, không tạo cớ cho các thế lực chính trị bên ngoài can thiệp vào công việc nội bộ của nước ta. Vì vậy, mọi người dân hãy cảnh giác với những chiêu trò xuyên tạc, công kích, chống phá của Nguyễn Đình Thắng và cái gọi là BPSOS.